Bạn nào ăn cũng quay gì đó hả? Vô. Vô. Sao mà hành xác cái gì ăn cứ quay vậy hả? Quay ngược vào cũng được. Trời ơi, hỏi ông xíu muộn đúng không? Đang xíu muộn kìa. Dạ không biết rồi. Mấy cái khác nó như mẹ nó hết rồi. Trời ơi, xác quay vậy đó hả? Chị quay lại cũng được. Trời ơi. You will sleep? You want to sleep? Nói nhiều quá, có cái giải thích như này, người ta đây có cái tay rồi.